Chuyện dài của Đặng Chương Ngạn, chiếc vòng cổ màu xanh có cái kết thật buồn, nhưng có lẽ là nỗi buồn cần thiết để cảnh báo về cái ác. Đời sống này có quá nhiều những niềm vui chóng vánh mà thiếu những nỗi buồn xứng đáng để trưởng thành. Đậm đặc chất liệu đời sống thị dân, khéo léo cài đặt những vấn đề thời sự nhức nhối, Đặng Chương Ngạn đã kể một câu chuyện đầy hấp dẫn mà vô cùng xúc động. Khi bị quăng dây thòng lọng thít vào cổ, Kẹo chỉ mới 6 tháng tuổi. Sau cái lần hụt chết ấy là hành trình tìm về nhà đầy gian nan thử thách. Kẹo chỉ có 235 ngày để sống, nhưng câu chuyện về Kẹo, về thế giới loài chó này có lẽ còn được sống dài lâu trong trí nhớ người đọc. Thin và Khin, Kẹo và Bông. Cả nhà ông chủ bị hai ông nhỏ đưa vào thế phải nuôi hai con đen và trắng. Họ không thể đưa ra quyết định nào khác khi hai con chó nhỏ dễ thương, tròn như hai cục bông trắng và đen bất ngờ xuất hiện trong nhà. Bà nội không vui, phản đối mấy câu rồi cũng im lặng. Bọn trẻ đặt tên cho hai chú chó là Kẹo và Bông. Chúng lấy hộp cát tông của các thùng hàng cũ làm một ngôi nhà cho Kẹo và Bông ở ngay sát gầm cầu thang. Hai đứa tìm trong nhà bất cứ vật gì mềm mềm, êm êm thì đưa trải vào cái nhà đó để Kẹo và Bông có chỗ ngủ. Đêm đầu tiên, con Kẹo kêu rất dữ. Đêm thứ hai, có thêm con Bông, chúng càng kêu dữ hơn. Chúng nhớ mẹ. Ông chủ nhiều lần tỉnh dậy, vỗ vỗ nhẹ vào lưng từng đứa an ủi. Sẽ quen thôi, sẽ quen thôi, đã lớn rồi phải rời ti mẹ chứ. Rồi ông đi lấy sữa tươi của Thin và Khin cho chúng uống. Chúng nhúng mõm vào, ủi đổ trên sữa, lại kêu tiếp. Có lẽ không có sữa nào ngọt ngào bằng sữa mẹ nó. Sáng ra, đám giấy, vải lót, êm đềm đều dính bệt nước đái và phân chó. Hai thằng bé chỉ dám đứng nhìn từ xa, mặc dù hôm trước chúng đã sống chết mạnh miệng cam kết với cả nhà là sẽ tự chăm cho hai con chó, sẽ tự tắm cho hai con chó, dọn vệ sinh cho hai con chó. Bây giờ, hai đứa đứng xa 10 mét, đưa tay bịt mũi, bà nội lại phải ra tay dọn dẹp. Việc nuôi hai con chó con một cách bất ngờ cũng đã giải quyết được một số vấn đề cực kỳ khó khăn của hai cậu chủ nhỏ. Đó là chuyện ngủ riêng. Lo lắng ba mẹ sẽ trả lại hai chú chó con cho nhà chùa nếu hai cậu không chịu ngủ riêng, nên ngay hôm đón Bông, hai cậu đã ngoan ngoãn ôm chăn gối về phòng mình và ngủ một giấc đến sáng. Trong đêm, Thin cũng thức dậy mấy lần, thút thít khóc. Nhưng rồi nghe lời anh Thin đã nín lại, ngủ tiếp, không qua phòng tìm mẹ nữa. Đêm thứ hai, Kẹo và Bông xa mẹ. Cũng là đêm thứ hai, Thin và Khin ngủ riêng. Bà chủ đã bị một phen kinh hồn. Nửa đêm ghé vào phòng đắp chăn cho hai con trai, bà thấy hai đứa nhỏ đang ôm hai con cún con và cả bốn ngủ say sưa chẳng biết trời đất gì. Con Kẹo đã kịp tè một bãi trên giường nệm trắng tinh. Đêm sau đấy, không được mang chó lên giường. Hai đứa ôm chó nằm ngủ dưới sàn. Thin và Khin ngủ say, còn Kẹo và Bông thì vẫn rên ư ử vì chưa nguôi nhớ mẹ. Kẹo và Bông qua ít ngày cũng hết rên về đêm. Chúng đã quen với nơi ở mới, chủ mới. Chúng đã thành hai thành viên mà hàng ngày ai trong nhà cũng phải nhắc tới. Chúng lớn dần lên với Thin và Khin với bao sự cố cười ra nước mắt. Có nhiều lúc người lớn phải điên đầu. Một hôm, ông bà chủ đi làm về, không thấy Bông đâu, nhưng thấy hai con chó đen đang chơi trước sân nhà. Bà mẹ chưa hiểu ra chuyện gì thì Khin đã chạy lại khoe. Mẹ, hôm nay con nhuộm lông cho con Bông đấy, cho hai anh em nó giống nhau. Trời đất! Khin mang cả lọ xi nước đánh giày của ông chủ, đổ ra chén ăn cơm, rồi lấy rẻ nhúng xi bôi lên lông Bông.
Mẹ phải bế bông ra sau nhà, cho vào chậu, lấy bàn chải, đánh một hồi lâu, tốn cả chục thùng nước, mới lấy lại được màu lông trắng. Một hôm, chuông điện thoại đổ vang, cô giáo của Khin gọi tới yêu cầu mẹ lên trường gấp. Lại một vụ mới, ông trò Khin sáng nay đi học, giấu cả con bông trong ba lô mang theo. Nó ngồi ở ghế sau nên ông chủ không phát hiện được. 12 đứa bé học lớp lá, mỗi đứa được ôm bông 30 giây và cho bông ăn bằng bất cứ cái gì mà chúng có: kẹo, bánh, trái cây. Khi cô giáo vào lớp, bông đã gần như ngất xỉu vì không còn thở nổi. Cậu chủ Khin thì phải cởi áo ra để làm bao đựng phí do đám trẻ đóng. Thứ Bảy ngày 25 tháng 2, một ngày mà kẹo và bông nhớ mãi không quên. Một sự kiện mà gia đình ông bà chủ cũng nhớ mãi không quên. Tối hôm trước, mấy chiếc xe chở đất công trình làm rơi vãi đất đen đoạn đường trước cổng. Sáng ra có một trận mưa lớn, đám đất đen ngập nước biến thành một bãi bùn lầy. Thin và Khin bị mẹ ngăn nhưng vẫn kéo hai cu cậu đi chơi. Kẹo và bông nhân lúc không ai chú ý đã thích thú lăn lộn xuống mấy vũng bùn nước, đùa nghịch với nhau. Lông đen lông trắng đều vấy bẩn một màu bùn đen sền sệt, mắt mũi cũng kèm nhèm đầy bùn, không còn nhận ra được. Sau giây phút hốt hoảng vì sợ bị ba mẹ la giày, hai cậu chủ nhỏ lập tức nghĩ ngay ra cách giải quyết. Chúng lặng lẽ khuân hai cục bùn chó vào sau nhà, bỏ vào máy giặt và bấm nút quay. Hai chú cún được cứu vào phút 89. Cô giúp việc nghe tiếng chó kêu trong thùng máy giặt nên lao tới. Khi cô giúp việc tắt máy, đưa hai con chó ra, chúng không còn đứng được nữa, ngã khuỵu xuống sàn, ngất xỉu. Kẹo và bông cứ lớn dần lên từng ngày. Chúng có rất nhiều kỷ niệm với Thin và Khin. Thường chúng rất thích được hai cậu chủ nhỏ cho đi chơi lòng vòng trong khu dân cư hay ra công viên. Lên khoảng 4 tháng tuổi, Kẹo và bông phát hiện ra khu vườn rau bí ẩn của bà nội bên cạnh nhà. Chúng thường tìm cách chui qua hàng rào vào đấy để đuổi bắt mấy con cào cào, châu chấu hay đùa chơi với mấy con cóc, rắn mối. Rồi Kẹo và bông phát hiện ra một trò chơi lý thú, đó là đào các hố sâu trong khu vườn rồi giấu các đồ vật. Thường là giấu các đồ chơi của Thin và Khin. Bông sẽ dùng hai chân trước moi đất lên để tạo thành một cái hố sâu. Nó tìm một món đồ chơi nào đó của hai cậu chủ nhỏ để lung tung trên nền nhà, ngoạm ra, bỏ xuống hố, lấp đất lại, dùng chân khỏa bằng và xóa dấu vết. Kẹo sẽ chơi trò đi tìm báu vật, nó sẽ hít hít các vị trí đất mới rồi hì hục đào và sung sướng ngoạm món đồ chơi lên. Thin và Khin phát hiện ra trò chơi đấy của Kẹo và bông nên cứ khi nào bị mất đồ, bị bà chủ la là hai cậu chủ lại nói: "Con Kẹo, con bông lấy cắp đấy." Rồi Thin đưa ra một món đồ chơi trước mặt Kẹo và tra vấn: "Kẹo, cái xe tăng màu đỏ của anh đâu?" Kẹo thường lờ đi như không nghe thấy. Còn bông thì thường chạy ra vườn đào bới. Rồi lúc sau nó ngoạm món đồ chơi còn lấm đất chạy vào. Khi Kẹo và bông lên 5 tháng tuổi, vào dịp sinh nhật, Khin được tặng một quả bóng. Vậy là chiều nào Thin và Khin cũng dẫn nhau ra đoạn đường trước nhà đá bóng. Kẹo và bông ngồi bên vỉa hè làm khán giả. Mấy hôm sau, hai chú chó có vẻ chán ngồi trên vỉa hè làm khán giả, mà muốn chiều chiều lại được hai cậu chủ nhỏ dẫn đi chơi như cũ. Nhưng hai cậu chủ vẫn mải mê với bóng. Lúc này đã có thêm 3-4 đứa trẻ hàng xóm tham gia. Chúng chia hai đội thi đấu đến tối mịt, cho đến khi bị các bà mẹ mang roi ra dọa mới giải tán. Một buổi sáng, Thin và Khin đến trường học. Ở nhà, Kẹo và bông hợp tác với nhau ủi quả bóng vào sâu trong vườn rau của bà nội. Cả hai từ đầu đến đuôi lấm đầy đất, vui chơi với nhau rất vui vẻ. Một đứa ủi quả bóng xuống, đứa kia nhảy xuống hố, dùng mõm đầy quả bóng lên.
Cả hai chạy vờn quả bóng như hai cầu thủ, rồi lại đẩy quả bóng xuống. Chơi chán, hai đứa hè nhau đẩy quả bóng xuống hố và cùng nhau cào đất lấp lại kỹ càng. Kẹo còn khéo mấy cây cỏ khô bỏ lên trên. Buổi chiều, Thin và Khin đi học về, mấy đứa bạn kéo tới, chúng tìm bóng để ra đường chơi, tìm không thấy, hai cậu chủ nhỏ gọi Kẹo vào Bông. Bóng đâu? Cả hai, Kẹo và Bông tảng lờ như không biết. Bà chủ thấy hai con chó ngồi im, đuôi dựng đứng, căng thẳng, đầu hơi cúi xuống. Nhưng hai cậu chủ hỏi gì, chúng cũng tỏ ra vô can, không biết. Khác hẳn những lần trước, Kẹo hoặc Bông sẽ chạy ra vườn đào bới. Lần này, cả hai con chó ngồi im, dù bị Thin và Khin tra vấn nhiều lần. Thin và Khin tìm mãi không được bóng, nên đành kêu đám bạn ra công viên chơi. Kẹo và Bông nhảy cẫng lên sung sướng, chúng hớn hở chạy theo. Hóa ra, chúng bàn nhau giấu quả bóng là để được ra công viên chơi. Chúng cũng có âm mưu. Lớp học của Lão Đô. Cái sân trước trạm điện giống như nhà văn hóa của đám chó trong khu 3B. Cứ mỗi buổi chiều được chủ cho ra ngoài thư giãn, chúng lại tập trung ở đấy. Kẹo và Bông cũng vậy. Được mở cổng là cả hai rông một mạch tới khu văn hóa chó. Lão Doberman già và con chó Chihuahua khi nào cũng có mặt sớm nhất. Nhìn thấy cặp đôi, một con to, bệ vệ, mắt quắc tinh anh, một con bé tong teo, chân cong vòng kiềng, mặt mũi xấu xí, mắt thì đầy ghèn, đứng bên nhau trước lối dẫn vào cái sân bê tông phẳng lì, trông xốn cả con mắt. Vào lúc đông đủ, câu lạc bộ trạm điện giống như một sân khấu trình diễn với mấy chục giống chó khác nhau. Cặp Alaska to con, lông trắng, dáng rất đẹp, bước đi uyển chuyển. Một con bẹc dê luôn giữ vẻ lịch lãm và quan trọng. Một đám các anh chị phốc, Bắc Kinh, điệu đàng, lông quá dày và dài, chải chuốt thắt nơ, ăn diện quá mức. Nhìn chúng nhiều khi không nhận ra được mắt mũi ở đâu vì đám lông dài phủ kín. Hai con Rottweiler ít khi xuất hiện, nhưng cứ đến là gây gổ, phá đám, làm rối loạn cả sân. Hiếm hoi mới có một con Puli từ một cái biệt thự lớn luôn đóng kín nhập nhóm. Chúng thấp chỉ đến hông con Alaska, toàn thân là đám lông trắng được tết bím thắt nơ. Nhìn nó giống như phủ cả trăm cuộn sợi, được tết khéo léo, kết lại thành chùm. Chiều nào gặp, lão Doberman già cũng trò chuyện với Kẹo và Bông rất chân tình. Chỉ cần chịu nghe lão là lão sẵn sàng truyền cho đám chó con bao nhiêu kinh nghiệm để đời, đặc biệt là những kinh nghiệm sống sót đối với đám trộm chó. Thời trẻ, lão Doberman, gọi quen là lão Đô, được chủ nhà cho ăn học đàng hoàng ở trường nuôi dạy chó. Lão phải học rất vất vả, người ta bắt lão phải tập đi tập lại nhiều động tác, ngày này qua ngày khác, đến hàng trăm lần mới thôi. Chỉ riêng việc ngồi và đưa chân trước ra chào khách, lão Đô phải luyện hơn cả một tháng mới chấm điểm đạt. Đôi khi gặp Kẹo và Bông, lão cũng biểu diễn kiểu chào điệu nghệ ấy. Lão đứng trên hai chân sau, thân giữ thẳng, mắt nhìn khách, đưa một chân ra trước. Cuộc đời lão cũng gian truân lắm, đã hai lần bị bọn trộm chó bắt, chủ phải đi chuộc về. Một lần bị chính người giúp việc bắt trộm, đòi tiền chuộc. Đây là lần lão Đô nhớ nhất, bị giam trong một tầng hầm hơn hai tháng. Lão nghiệm ra rằng bị người giúp việc phản bội chủ bắt là khốn nạn nhất, bị xử còn khiếp hơn cả đám trộm chó. Những thứ lão được dạy ở trường học thì nhiều lắm. Lão bảo không thể truyền lại cho các con hết được, các con rồi cũng phải đến trường mà học. Nhưng có một số bài học xương máu lão phải dạy ngay, đấy là bài học để thoát khỏi bọn cầu tặc. Kẹo và Bông chưa bao giờ nghe đến bọn cầu tặc.
Chúng không biết tại sao lại có bọn cầu tặc và tại sao phải trốn đám bắt chó đó. Đúng là đám trẻ con mới lớn, chưa biết gì. Lão Đô phải mất cả một buổi chiều truyền đạt lại cho chúng những vấn nạn nguy cấp đe dọa cuộc sống của loài chó và đang là vấn đề xã hội đối với con người. Đấy là bọn người hung ác, cưỡi những chiếc xe máy được xoáy nòng, mang theo đủ thứ đồ nghề để bắt và giết chó. Bọn chúng có thể bất ngờ xuất hiện bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu. Một cái thòng lọng quẳng nhanh xiết vào cổ một con chó khốn khổ nào đấy, vậy là con chó bị bắt. Một phát súng điện nhè vào con chó nào đấy đang vần vơ ngoài đường, con chó toi đời. Kẹo luôn nhớ những nội dung chính mà lão Đô dạy: không được làm quen với người lạ, đừng thấy người lạ dễ thương nào cũng xà tới, cho chúng ôm hôn, vuốt ve. Ngoại trừ lũ trẻ con, tức là đám em bé còn được miễn phí vào cổng các khu vui chơi, tức là chúng chỉ cao dưới 1 mét thôi. Sau cái vuốt ve là bị nhét rẻ vào miệng, không kịp ẳng lên một tiếng, đã nằm dưới đáy bao bố. Không được ăn bất cứ thức ăn nào do người lạ quẳng cho, chết xui bọt mép ngay đấy, vì bọn cầu tặc thường bắt chó bằng thức ăn có bà độc, đừng chết vì tham ăn. Thấy người lạ, sủa thật to, nhưng phải đứng trong hàng rào nhà mình mà sủa, đừng dại chạy nhào ra đường, thòng lọng của bọn chó sẽ chồng ngay vào cổ kéo đi. Nếu biết rõ chúng là cầu tặc, hãy sủa to, sủa dồn dập, nhưng phải chạy sâu vào, nấp kín sau nhà, ló đầu ra là chúng có thể xử bằng súng điện. Một phát súng, nạn nhân ngục ngay bất tỉnh. Chúng kéo ra khỏi hàng rào, lượm bò vào bao là xong đời. Có một bài học mà khi lão Đô dạy, Kẹo nhớ như in. Nhớ vì khi dạy bài đó, lão cứ ẳng lên mấy lần, nhắc đám chó con: im, im, tập trung nào. Và lão chỉ nói khi chúng im thin thít, vành tai lên nghe. Lão Đô dạy cho chúng kỹ năng sống sót nếu chẳng may sa vào tay bọn cầu tặc. Các con phải hết sức bình tĩnh, không được manh động. Mọi tình huống, dù gay go đến đâu, nếu bình tâm, đều có thể tìm được lối thoát. Bọn cầu tặc thường bắt chó bằng bà độc, súng điện và thòng lọng. Trường hợp ăn phải bà độc thì con cún chắc chắn bị chết. Trường hợp bị bắt bằng thòng lọng, súng bắn điện thì 10 con, 7 con bị chết. May mắn 3 con có thể sẽ còn hồi tỉnh lại sau 1 đến 2 giờ. Nếu may mắn còn sống, hãy bình tĩnh khi tỉnh lại. Không rên, không sủa, không giãy giụa. Hãy nằm im, giả vờ như chết thật và chờ cơ hội. Thường thì bọn cầu tặc ngay trong đêm sẽ mang những con chó cướp được đi bán cho các lò thịt chó. Bọn kia mua xong sẽ vứt vào phía sau nhà hàng hay nhà bếp. Hãy chờ thời cơ khi chúng mở bao tải lấy chó ra, vẫn nằm im như chết và chờ cơ hội. Khi cơ hội tới, hãy vùng dậy chạy thoát thật nhanh. Hôm đó khi nghe lão Đô dậy, Kẹo đã ngây thơ hỏi: chúng có trói chó bị bắt không ạ? Chúng có bịt mõm không bác Đô? Trong một số trường hợp, chúng sẽ trói hay dùng băng keo quấn chặt mõm chó nếu chúng có thời gian. Trong một số trường hợp gấp gáp, chúng sẽ tống ngay nạn chó vào bao buộc miệng lại. Mong sao sẽ rơi vào trường hợp đó. Kẹo láu táu phán vì nghĩ ra cách thoát thân. Vậy cháu sẽ cắn rách bao tải đựng chó, trốn ngay khi tỉnh lại. Lão Đô trừng mắt. Chớ có dại, chớ dại, không được làm thế. Thứ nhất, bao tải chúng đựng chó là bao bố, cắn rách rất khó. Thứ hai, nguy hơn, khi con cắn, chúng phát hiện ra ngay con còn sống. Vậy là, à lê hấp. Chúng dừng xe lại, đập cho con chết. Kẹo nghe vậy dùng mình im re. Mấy con chó khác nhìn Kẹo với ý thương hại. Non nớt quá mà bày trò đưa ra ý kiến.
Còn kẹo nằm lòng, hãy bình tĩnh, hãy kiên nhẫn, hãy quan sát và chờ cơ hội. Cũng hôm đó, em Phúc xinh đẹp hàng xóm cho kẹo một bài học hết sức lạ lùng. Kẹo nhận ra khi lão Đô giảng bài, đám chihuahua, Phúc sóc chẳng thèm nghe. Chúng không dám gây ồn vì sợ lão Đô, nhưng sau đó lẳng lặng chuồn đi chơi sạch. Khi kẹo cùng bông đi về nhà, em Phúc sóc đang mải giỡn chơi với một con cóc bên lối đi. Kẹo quan tâm đến Phúc sóc nên chân tình. Hôm nay lão Đô dạy chuyện quan trọng lắm, xem bỏ về, không ở lại nghe. Phúc sóc hàng xóm nũng nịu. Mấy cái đó cần cho các anh thôi, bọn em và bọn chihuahua đâu có cần. Kẹo và bông tỏ vẻ ngạc nhiên. Không cần mà, Phúc sóc tiếp. Bọn cẩu tặc chỉ nhăm nhe những con chó cân nặng như bọn anh thôi. Chúng bắt chó để bán giết thịt, nên phải có thịt chúng mới bắt. Em và bọn chihuahua chỉ toàn lông thì bắt làm gì? Em hả? Chúng thịt em có lẽ chỉ được mấy gam thịt à? Rất lâu sau này, khi đã lớn thêm 2 tháng tuổi, kẹo mới có kiến thức khá đầy đủ về đám cướp trộm chó này. Cái đám chạy xe như điên, mang theo súng, thòng lọng, cướp chó xong bỏ chạy, chỉ nhằm bán chó cho các tiệm cầy tơ. Chúng bắt chủ yếu là chó cỏ, chó phú quốc, mấy con chó Tây nhưng có cân, có ký. Chúng bắt không cần biết con chó sống hay chết, chết cũng chả sao, chỉ mang đi bán ký. Còn bọn chó cảnh đôi khi cũng bị bọn cướp chó bắt, nhưng chủ yếu là rơi vào tay bọn trộm chó. Đám này lại không bắt những con chó nặng ký, mà bắt những con chó có giá trị cao trên thị trường. Chúng bắt chó phải nhẹ nhàng và phải để cho chó sống. Những con như chihuahua, phốc sóc, khi bắt, bọn trộm phải luôn giữ cho kẻ bị bắt vẫn lành lặn, vẫn khỏe, cho ăn đầy đủ, cho ở chỗ ngon lành, tắm rửa, chải chuốt, chăm sóc, có khi còn hơn cả các ông chủ chó. Giữ cho con tim như vậy để đòi được giá cao. Mấy con chihuahua dữ tính, xấu xí, mắt lồi nhưng lại rất có giá. Chủ nó phải chuộc từ 15 đến 20 triệu. Chúng bảo với kẹo, ở khu 3B này chúng chưa bị bắt lần nào, nhưng hồi ở nhà cũ chúng đã bị bắt trộm mấy lần.